xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ. Tại vì mày nghèo á. Nãy giờ tôi chọc chơi thôi nha, đừng có tưởng thiệt mà ghen tuông bậy bạ nha. Ôi! Đúng là mày. Coi như chết rồi đi. Chỉ vì một phút bất đồng dẫn tới một vụ án đau lòng. Dạ. Cho. Mày cho. Mày. Ngự Bình rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Một Phút Bốc Đồng. Quý vị thân mến, người ta có câu họa từ miệng mà ra hay lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong cuộc sống có rất nhiều tai họa, bi kịch xảy đến hoàn toàn là do những lời nói mất lòng mà ra. Ngôn ngữ tiếng Việt rất đa dạng, rất hay ho và không thiếu những lời hay ý đẹp. Tại sao chúng ta lại không sử dụng mà lại nói ra những câu nói cay đắng, thậm chí là kém duyên để đay nghiến, chê trách nhau, để rồi nhận lấy những tổn thương bi kịch? Vụ án mà chúng tôi tái hiện lại dưới đây như là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về những hậu quả do vạ miệng mà ra. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ con chào thím. Ủa, Kiệt mới về đó hả bay? Dạ thưa thím, con mới về. Dạ thím có khỏe không ạ? Thím vẫn khỏe. Lâu lâu trái gió trở trời nó hay ho xíu thôi à. Rồi bay sao? Bay trong đó bay ăn uống được không? Dạ con cảm ơn thím. Dạ con bình thường. Nhờ con cải tạo tốt nên con được ăn xá, tha về sớm. Thôi coi như vậy là cũng được rồi. Dạ hôm nay con xin được đốt cho chú nén nha. Thưa chú, dạ con là Kiệt, con mới được về. Hôm nay con xin đến để xin lỗi chú bởi vì một chút nông nổi của con nóng tánh nên xin chú dưới suối vàng tha lỗi cho đứa cháu khờ dại này. Trời đất ơi, em mua đồ đạc gì mà đồ lĩnh ca lĩnh kỉnh quá trời quá đất vậy nè. Nhà mình mua là nhà cũ người ta mà, bày đặt tăng gia chi cho nó phiền phức. Đã vậy em còn mời chú Đạt nữa. Chú Đạt tính khó ưa lắm. Thôi anh, mời chú Đạt chứ. Nhà chú sát bên nhà mình mà, dù gì để chân nữa. Mà quan trọng là chú Đạt khó tính. Chú hay quan trọng mấy cái vụ lễ nghĩa này lắm.
Bởi vậy đánh chú Đạt vậy nên anh không có ưa chú là vậy. Thôi mời chú đi, dù gì em cũng là dâu mà. Đó, không thôi á, em làm chút việc thôi. Nhà anh lại nói em là thế này thế kia, mệt lắm. À quên, anh, em chưa mua hũ sa tế. Anh quay lại cho em mua hũ được không? Mà có cần thiết cái đó, có cái đó không? Không có cái đó ăn không có ngon. Anh chỉ cần quay lại cho em một chút xíu thôi. Đi. Kìa, hai đứa nó về rồi kìa. Nè, vợ chồng tụi bay đi đâu mua cái gì mà lâu dữ vậy? Làm tụi nó đứng nắng gần chết à. Dạ, xin lỗi chú thím, tại chợ đông quá nên cũng... Thôi, được rồi, bây giờ vô nhà đi để nắng. Dạ. Chợ đông quá thì tranh thủ ta đi sớm chút. Trời đất ơi, vợ chồng con còn đi làm nữa chú, chứ đâu phải ở không đâu chú. Với lại giờ này cũng đâu có trễ nãy gì đâu. Bởi chú trước giờ cứ khó tính vậy không à. Tao nói không đúng rồi sao? Dạ. Thôi, con này không có nói gì nữa, bây giờ đi vô nhà nè, nắng nồi. Rồi xách đồ vô trong đi. Kìa, chạy xe lên. Mua được cái nhà mới mà không dám mấy cái cây bỏ đi nữa, để thì gớm. Đúng là cái đồ tiết kiệm mà. Con mời chú uống nước ạ. À? Nước gì đây? Dạ, nước lọc. Gì nước lọc? Ở đây á, nước phèn không à. Con chạy ra đầu ngõ mua cho chú một chai nước khoáng đi. Nước nhà tao uống không có quen. Chú uống đỡ chứ con đang bận nấu ăn. Gì nữa? Mà thôi đi, bận thôi. Nhờ giả có nhiêu đó. Gì nữa chú? Gì là gì? Nhờ con vợ mày á chạy đâu hẻm mua giùm chai nước khoáng. Cái nước này tao uống không có quen. Mà nó cũng chần chừ có vẻ như là muốn không đi. Thôi em vô trong phụ thím đi. Dạ chú. Trời đất ơi chú ơi, vợ con giờ còn phụ với thím ở dưới á. Thôi chú uống đỡ nước này cũng được. Với lại chút xíu nữa mồi lên rồi, chú cháu mình uống ly rượu cho vui được rồi. Mày á, tao nói cho mày nghe nha. Nói con vợ mày một tiếng á, mày trả lời hai tiếng, cái gì mày cũng binh hết á. Thôi chú ngồi đi, con vô con phụ thím với lại vợ con bưng đồ ăn lên nè. Mình lớn, mình dạy dỗ nó. Có gì đâu mà cái mặt nó chầm ầm quạo lên à. Làm giống như mình ăn hết của nó vậy. Bực bội. Đây, thơm phức luôn. Dạ. Con mời chú. Nè, ông. Dạ, con mời chú. Có hai vợ chồng bay nè. Ồ, giờ cũng hấp dẫn ghê ha. Hấp dẫn không? Ồ, nè. Mà sao không có bò viên vậy? À, dạ, tại con thấy có nhiều đồ ăn quá nên con không có mua. Bây giờ, hôm ấy con chạy ra ngoài đầu hẻm đi, chỗ xe hủ tiếu bà Năm á. Bà bán hủ tiếu có bò viên ngon lắm, con mua ít bò viên về ăn cho nó ngon. Đi đi. Dạ. Thôi chú muốn bò viên à. Muốn bò viên à, con chú đi ra mà Năm mua bò viên đi. Thôi mày đi mình mày đi, tao đi làm chi cho nắng nôi. Con đi mình con lỡ mua về rồi chú chê bò viên này bò viên kia dở nữa, rồi qua đổi nữa. Thôi thì khỏi đi. Ăn gì cũng được. Dạ. Khỏi đi. Ăn đi. Thấy tôm ngon mà, ông đưa chén này tôi gắp cho con tôm nè, bự nhất luôn đó. Xong ăn đi. Dạ thím ăn đi con. Mời thím. Dạ. Cảm ơn thím. Cái này ngon á. Vô cái này chúc mừng tân gia nè. Vô rồi. Chú uống đi. Ăn đi chú. Ăn nhanh đi chú. Chú không ngồi á. Cũng phải uống nhâm nhi từ từ chứ mày. Nè, cái rượu này hơi bị cồn á nha mày. Mày mua rượu á là phải tới lò mua đàng hoàng. Mua tầm 7, tầm 3, bây giờ ba rượu thuốc tầm 7 không đó. Uống đỡ đi, thiệt á.
Chú ăn đây cay chú. Ê, một chút xíu nữa thím mày đi công chuyện, hai chú cháu mình chạy xuống dưới kia làm tăng hai, bảo đảm với mày sẽ mở mang tầm mắt, toàn là mấy em đẹp không. Dạ thôi chú ơi, ngày mai hai chồng con đi làm sớm á, giờ phải ngủ sớm nữa chú. Mày á, tao nói vậy cái là mày thôi thôi à. Mày sợ tốn tiền đúng không? Không ấy tao lo cho, sợ gì. Ờ mà nè, nói nghe, tái con vợ mày á, cưới về chưa được có một năm mà, mà nó bèo nhèo dòm tí ghê vậy. Nói thiệt luôn á, tao dòm tao tâm ối dễ sợ luôn vậy. Chú nói gì kỳ vậy chú? Chứ con hỏi chú, giờ vợ con làm công nhân mà, không lẽ đi nấu ăn, nấu bếp mà đi mặc áo hai dây, mặc đầm hở rốn sexy, chú nói chú ăn nói với đàng hoàng chú. Tao nói không đúng thì sao? Tao chỉ tao dạy cho mày á, để mày chỉnh trang con vợ của mày, nó đẹp thì mặt mày cũng đẹp. Chứ mày tao nói gì sai đâu. Mày dòm thím mày coi kìa, đó, đàn bà thì phải ăn bận đầm váy đồ như vậy á, nó đẹp ra sức dầu thơm rồi lên. Nó ra đường nó đẹp thì cũng nở mặt nở mày mình. Tao nói sai hả? Nói ra là mày nhảy vô họng tao mày binh vợ mày. Nãy nghe chú với thím bận việc gì á mà. Thôi chú thím về đi, trái cây đi chứ cũng khỏi cần ăn đâu. Mất dạy, mày tỏ thái độ gì á? Mày đuổi tao hả? Tôi đâu dám đuổi chú đâu. Thôi, có cái chuyện gì mà tôi rửa chén với nhà mà chú cháu sùm hết vậy? Thím coi đã được không? Sao? Từ lúc chú bước vô nhà tôi, chú che nhà tôi dơ, nhà tôi bẩn, tường không sạch, màu sắc màu sơn. Che đã rồi chuyển qua vợ tôi, che vợ tôi dơ, hôi, áo quần lượm thùm, như thế thím chịu nổi không? Thôi, chắc là nãy chú cũng uống một miếng rồi, để có gì về thím nói chuyện với chú lại cho. Bà biết gì mà bà nói, để tôi dạy nó. Tao nói không đúng sao hả? Tao nói cho mày nghe nè, con vợ mày làm sao thì tao nói vậy thôi. Xấu thì tao nói xấu, nó đi ra ngoài kia người ta nói mày còn nhục mặt mày kìa, thúi cái mặt mày nữa kìa. Mày nói cho mày biết gì đó. Mày nói cái gì? Mày nói gì? Nói cái gì? Ôi, tôi nói là thôi nghe không? Sao mà kỳ cục vậy? Bữa nay qua ăn Tân Gia mà từ nãy đến giờ ông chê hết cái này đến cái khác là sao? Ông cút ra khỏi nhà tôi ngay. Rồi không cần cái loại chú như ông. Đồ mất dạy. Trời ơi, ông ơi. Dám đuổi tao hả? Đi về, nhanh lên. Ông cút. Biết. Chú ơi, con xin lỗi chú thím. Có gì chú bỏ qua cho. Ảnh cũng uống mấy chén rồi nên ảnh nói linh tinh. Có gì chú đừng có giận. Đâu phải muốn uống vô, muốn nói gì nói. Mày biết cái gì mày nói hả? Hả? Trời. Sao quá đáng quá vậy? Ông đẹp. Anh ơi. Đây là một câu chuyện hết sức đau lòng và cũng thật đáng tiếc cho Kiệt. Giá như anh không gặp phải một ông chú kém duyên, sổ sàng, giá như Kiệt có thể giải quyết câu chuyện ôn hòa, và giá như anh có thể chịu đựng, nín nhịn thêm dù chỉ một phút giây thôi, thì mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng đời đâu có hai chữ giá như, chỉ một phút bốc đồng có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình trong song sắt. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Ngược Bình chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau trên kênh TTV 11.